Liên quan đến vụ ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu bí thư thị ủy Bến Cát, Bình Dương ngày 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã trả tự do cho Nguyễn Huy Hùng, cựu giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn, và Nguyễn Quang Lộc, cựu phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp vì hết thời hạn tạm giam. Hai cựu cán bộ ngân hàng bị bắt từ ngày 25 tháng 5 năm 2018 bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Và đến ngày 28 tháng 5 năm 2020, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên các bị cáo Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc lần lượt là 12 năm và 11 năm tù. Riêng ông Nguyễn Hồng Khanh bị tuyên 10 năm tù vì có vai trò đồng phạm giúp sức cho các cán bộ ngân hàng vi phạm. Trong suốt quá trình điều tra truy tố, xét xử án sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo đều kêu oan và kháng cáo. Đến tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại do vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng và nhiều nội dung thiếu căn cứ pháp lý. Sáng ngày 17 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là diễn biến sau khi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Trung là cán bộ đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyễn Đức Trung là đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội tối ngày 14 tháng 8 và đòi người nhà cháu bé đưa 15 tỷ đồng để đổi lấy con. Khai thác tại hiện trường, Trung khai nhận do nợ nần nên túng quẫn, tìm cách bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Sáng ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành về tội giết người. Theo cáo trạng, An và Lành là những người không có bằng cấp chứng chỉ về nuôi dạy trẻ, không được cấp có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông giữ trẻ. Khoảng tháng 11 năm 2022, cả hai thuê nhà ông Ngô Bá Tôn ở số 85, xóm 3 Nam Phong, thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội để mở lớp trông giữ trẻ trái phép. Sáng ngày 23 tháng 2, khi An và Lành đang trông bảy cháu bé thì cháu D, sinh tháng 9 năm 2021, chạy ra phòng ngoài đứng quấy khóc. Lành đã dùng hai tay bế cháu D vào phòng ngủ và ném cháu xuống nền nhà có lát đệm xốp, làm đầu cháu D bị đập vào đệm xốp trải dưới nền nhà. Lành còn tát hai cái vào mặt cháu. Khi thấy cháu D vẫn khóc, An dùng chân giẫm đạp vào bụng, ngực, vùng tay trái của cháu D. Đến ngày 26 tháng 2, An thấy cháu D quấy khóc nên đã bế sốc, ném cháu xuống nền nhà và đạp vào người cháu D, làm cháu bất tỉnh, miệng nôn trớ. Đến 16 giờ 15 phút ngày 2 tháng 3, cháu D tử vong tại nhà vì suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng. Khoảng 0 giờ sáng ngày 17 tháng 8, xe khách giường nằm do Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1967, ngụ tỉnh Bình Định, điều khiển, chạy hướng thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đi thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi xe lưu thông đến km 1796+700 trên quốc lộ 1A thuộc khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thì bất ngờ mất lái tông liên tiếp vào 9 nhà dân ven đường và một xe ô tô. Tại hiện trường, hàng loạt mái hiên và tường bê tông của 9 nhà dân bị sập, rất may không có thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách giường nằm có 19 hành khách. Công an huyện Hàm Thuận Bắc tạm giữ phương tiện gây tai nạn để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 17 tháng 8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, Quảng Bình xác nhận việc một lãnh đạo phòng nội vụ thị xã bị đuối nước. Người bị đuối nước là ông L, sinh năm 1973, trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, trưởng phòng nội vụ thị xã Ba Đồn. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16 tháng 8, gia đình ông L cùng hai gia đình trong xóm rủ nhau ra sông Danh, đoạn chảy qua phường Quảng Phong để tắm. Một lúc sau, ông L phát hiện vợ cùng hai con gái bị nước cuốn ra xa nên bơi ra cứu. Ông lần lượt cứu vợ và một người con gái đưa lên bờ. Khi ông L đang bơi ra cứu người con gái thứ hai thì kiệt sức nên bị nước cuốn trôi. Hai người đàn ông gần đó nghe thấy liền bơi ra vớt hai cha con lên bờ và sơ cứu bước đầu. Tuy nhiên, ông L đã tử vong, người con gái được cứu sống.
Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên án 19 bị cáo có liên quan đến tội giết người, gây rối trật tự công cộng và tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Giang, còn gọi Giang Linh, 40 tuổi, tử hình về tội giết người. Nguyễn Trường Giang, còn gọi là Giang Đuôi, 30 tuổi, chung thân về tội giết người. Nguyễn Quốc Hưng, 24 tuổi, 24 năm tù. Nguyễn Thành Nhân, 24 tuổi, 18 năm tù. Lưu Gia Hưng, 24 tuổi, 19 năm tù. Dương Đình Duy, 24 tuổi, 7 năm tù. Theo cáo trạng, năm 2020 và năm 2021, thông qua mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Trường Giang, còn gọi là Giang Linh, mua 6 khẩu súng cùng nhiều viên đạn từ một người không rõ lai lịch. Các khẩu súng và số đạn đã mua, bị cáo cất giấu tại nhà nghỉ Giang Linh ở khóm 10, phường 7 và nhà trọ ở khóm 1, phường 5 cùng thành phố Trà Vinh. Khoảng đầu tháng 10 năm 2022, bị cáo Giang Linh đưa cho Lưu Gia Hưng, Nguyễn Trường Giang, còn gọi là Giang Đuôi, và Nguyễn Quốc Hưng mỗi người một khẩu súng có lắp 6 viên đạn. Sau đó các đối tượng đem về cất giấu. Đến ngày 10 tháng 10, do có mâu thuẫn với Huỳnh Hải Tuấn nên Giang Linh hẹn người này giải quyết mâu thuẫn ở một quán cà phê ven đường D5, đoạn thuộc khóm 3, phường 5, thành phố Trà Vinh. Nhóm của Giang Linh dùng súng bắn về phía nhóm Huỳnh Hải Tuấn. Hậu quả, đối tượng Tuấn bị 2 lần trúng đạn dẫn đến tử vong. Hai người trong nhóm Tuấn cũng bị trúng đạn với tỷ lệ thương tích 5% và 6%.